Xin chào các bạn, mình là Cường đây, rất vui là được các bạn trong channel của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về dự án Petchan. Đây là dự án liên quan đến trò chơi dựa trên công nghệ blockchain và hệ sinh thái trò chơi phân cấp. Đây là một cryptocurrency tập trung vào đa nền tảng dành riêng để nâng cao và trải nghiệm chơi game trên blockchain dành cho từng người dùng. Hiện nay đang bán vòng 1 và được ưu đãi 24%. Và giá mỗi token Tết là 0,01 đô. Và hiện nay Tết được đánh giá rất cao trên các trang đánh giá của ISO, với ISO Ben là 4.1, ISO Check là 5.0, FileDeco là 9.4, ISO Max là 8.7, FileDeco Rating là 5, Deco Plus là 8.5, Best ICO là 5.0, Core ISO là 4.7.5, FileDeco là 9.4. Đây là những đánh giá cho thấy Petchan là một ISO rất tiềm năng. Và Petchan là một nền tảng chơi game cryptocurrency P2P sử dụng tiền tệ trong trò chơi của Petcoin. Petlab sẽ cải thiện khả năng mở rộng và sự riêng tư trong một blockchain bằng cách sử dụng công nghệ Petchan. Petchan là một công nghệ sổ cái phân tán, nó phù hợp cho các tổ chức có nhu cầu phát hành và quản lý tài sản kỹ thuật số một cách mạnh mẽ, an toàn và có khả năng mở rộng. Lợi thế của Petchan là chạy trên một mạng ngang hàng chuyên dụng, blockchain tối ưu hóa trò chơi và tối ưu hóa để chơi game, và được thiết kế bởi các tính năng dựa trên hệ thống thông minh mạnh mẽ để cho phép các nhà xuất bản trò chơi và các nhà khai thác có chủ cung cấp cho người chơi trải nghiệm trò chơi có chất lượng cao nhất có thể. Petlab đã phát triển một giao thức đồng thuận mới dựa trên các giao thức Proof Stake và Proof Authority hiện có. Giao thức đồng thuận độc quyền của Petchan thưởng cho các đồng nghiệp mạng để cung cấp các dịch vụ có thể kiểm chứng cho các đồng nghiệp khác. Đấy, và có an toàn về cộng đồng, có hệ thống của voting và tiếp thực hiện ích trên mạng, và có đăng ký tài nguyên trên GitHub. Đây là một loại tiền điện tử, nền tảng phi tập trung và đa nền tảng chuyên dụng để nâng cao trải nghiệm chơi game trên blockchain cho tất cả người dùng. Và đây là phần mềm chơi game của Petchan. Đây là nền thành công từ chơi game. Đây là một nền tảng triển khai test game, triển khai nền tảng trò chơi với trọng tâm là quảng bá thương hiệu thông qua trò chơi, tập trung và sử dụng các loại giải pháp, giải dấu, quảng cáo, biên tập và khảo sát để mang cái nhận thức về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời xây dựng cơ sở người dùng trung thành. Hệ sinh thái trò chơi là có nền tảng test để chơi trò chơi, mối quan hệ giữa người cung cấp và người dùng cuối, các vấn đề chúng ta giải quyết. Và đây là sự phát triển trên các ứng dụng trên điện thoại. Và đây là lộ trình của Petchan, bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 thì xây dựng demo test play, xây dựng nền tảng GameChan giới thiệu P2P và Petcoin. Tháng 11 năm 2017 thì phát triển giao thức đồng thuận và xây dựng công nghệ Petchan. Tháng 1 năm 2018 thì xây dựng hệ thống biểu quyết testnet, xuất hiện hệ thống hiệu quả năng lượng. Tháng 3 năm 2018 thì phát triển ví điện tử và giao tiếp an toàn. Tháng 7 năm 2018 khởi chạy Crossley với phần thưởng đặc biệt và phát triển tiền điện tử Petcoin Alpha Wallet. Và bắt đầu đến tháng 2 năm 2019 thì phát thưởng Energy, các API mở cửa Petchan và khởi chạy công nghệ Gami Fashion Coin, phát triển cửa hàng trò chơi và thiết bị điện tử. Đây là đội ngũ của Petchan và các ban cố vấn. Và đây là công nghệ của Petchan, đây là đối tác và người ủng hộ. Và token của họ có 3, có 6, có 12 giai đoạn ISO, bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 với 24% bonus, giá là 0,01 đô và
kết thúc vào giai đoạn 12 vào ngày 2 tháng 10 2018 với 4% bonus và 0,065 đô. Và mã của hợp đồng là test. Và đây là white paper của Red Chan. Trong này có tất cả những thông tin về token Red Chan và định hướng của họ trong tương lai và phát triển của Red Chan và các phần mềm trên điện thoại di động và các trò chơi của họ. Cảm ơn đã lắng nghe, xin chào các bạn.